Hôm nay ngày 15 tháng 9, nhằm chia sẻ trách nhiệm với xã hội, làm vơi bớt nỗi đau thương của gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phật giáo một số địa phương đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong được vãng sinh an lạc quốc, người bị thương được bình an, tai qua nạn khỏi. Sáng nay ngày 15 tháng 9, toàn thể Trung tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đông Anh đang vân tập về chùa Hoa Lâm Viên, trụ sở Ban trị sự huyện để cử hành lễ cầu siêu và cầu an cho những nạn nhân tử nạn và gia đình trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đây cũng là Ban trị sự cấp huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội tổ chức khóa lễ góp phần xoa dịu nỗi đau. Chư Tôn Đức Tăng Ni của Ban trị sự Phật giáo huyện Đông Anh cũng như các Phật tử cũng đều là nhất tâm để thiết lập trai đàn kính lễ cầu nguyện với cái sự mà chỉ đạo sát sao và đặc biệt với cái tinh thần là cứu bệnh cũng như cứu hỏa. Hỏa hoạn cũng đã mất với số người rất là lớn, nhưng mà cái việc thiết lập trai đàn đây là một cái việc làm rất ý nghĩa và cần thiết. Nghe thấy tin cũng đau lòng, thương tiếc, xót xa lắm. Không biết lấy gì mà thì hôm nay nên cái ngày thầy chùa, nhà chùa này cũng tổ chức cái buổi lễ cầu siêu cho các chân linh. Chúng tôi về đây là dự cái lễ này và tụng kinh niệm Phật để cầu mong cho các chân linh được sống siêu thoát. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Nhiều Phật tử, người dân đã tập trung tại chùa để cầu nguyện và tưởng nhớ những linh hồn đã ra đi. Hy vọng rằng những nỗ lực của Phật giáo sẽ đem lại sự an ủi cho người đã mất và cho những thân nhân người bị nạn cảm thấy bình yên để tiếp tục bước tiếp. Cũng trong sáng nay ngày 15 tháng 9, Chùa Bái Đính đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư tại Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử cùng tụng kinh, niệm Phật, nguyện cầu hương linh người đã khuất được siêu sinh về tịnh độ. Dịp này, tất cả đã dâng hương, hướng vọng tưởng niệm nạn nhân đã ra đi trong vụ cháy. Đây là hoạt động có ý nghĩa tâm linh nhằm xoa dịu một phần những nỗi đau, mất mát của thân nhân các nạn nhân, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương với những người xấu số. Qua đó truyền đi thông điệp về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, nhân lên tinh thần tương thân tương ái, yêu thương con người của người dân Việt Nam. Cùng với ý nghĩa trên, sáng nay 15 tháng 9, tại một số tự viện của thành phố Hải Phòng đã đồng loạt làm lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chư Tôn Đức đã niêm hương bạch Phật, đồng lòng tụng biến kinh Di Đà, cầu nguyện cho nạn nhân an lành, sớm vãng sanh về cõi Phật.